Chào cả nhà nghe nhà. Hôm nay đi đào chuột nghe cả nhà. Đào chuột nghe cả nhà, có về mình nấu canh chua mình ăn nghe cả nhà. Hôm nay cha mình với anh mình nghe cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà nha. Mấy sâu đầu thì gì chứ sao rồi. Cái hôm mình đi cứng quá nó đâu chạy vô đường. Còn nước nào đấy? Không thấy chèn. Đổ nữa anh Quy, hình như thấy. Nó phải tràn nước qua đây mới được. Đổ nước con bắt. Đổ nước bắt nha cả nhà. Hang này không có rồi cả nhà. Mình đổ nãy giờ không thấy nó ra cả nhà. Đi, đi. Rồi đi hang khác cả nhà. Nãy giờ chưa kiếm được cái hang nào ấy nha. Có mà không có cả nhà ơi. Trời mưa nó cắt cả nhà ơi. Cả nhà thấy mưa không? Rồi cả nhà mình phát hiện em cha này đẩy gọi là đẩy côn nha cả nhà. Mình xin mình theo mình quay đẩy nha cả nhà, hai anh em mình theo nha cả nhà. Cá nhiều lắm á anh Quy, dính liên tục luôn. Mình xin em trai này theo mình quay cho cả nhà xem nha. Cái này gọi là đẩy côn nha cả nhà, bắt cá lóc. Hỏi được rồi cả nhà, em trai cho đi theo quay đẩy côn rồi cả nhà ơi. Cả nhà thấy không, em trai tội nghiệp không cả nhà, có một tay một nha cả nhà, mà đẩy nguyên chiếc xuồng này qua đây chạy trước đó. Anh Huy đẩy tiếp nó, nó đi nhanh hơn mình nữa đó, quen rồi. Thấy gì nó khỏe quá cả nhà ơi. Mình theo không kịp luôn. Có rồi nhà ơi, có cá. Đợi anh với nhỏ, đợi anh với. Có dính đưa anh coi với nhỏ ơi. Một cái lóc nha cả nhà. Rồi đẩy từ từ cho anh theo với anh theo không nổi. Chuyên nghiệp mà người ta. Có cá nghe cả nhà. Này gọi là đá nước nha cả nhà. Mình đá gì cái cá nó chuối nha cả nhà. Đây nè anh Quy ơi, cá nè anh Quy. Lại mò nè. Ngay đây nè. Tím nó bận lên đó thấy không? Đây à? Ừ, đó ra ngay đó luôn đó.
Này gọi là đá nước bắt cá nha cả nhà. Ô. Được một con cá rô nha cả nhà. Cá rô cả nhà ơi, giờ mình đi bắt chuột không có, mình đi đá nước cả nhà ơi. Con cá rô nghe nha, này gọi là đá nước bắt cá nghe nha. Mình đá xong cá nó chuối xuống bựng sình lên nghe nha. Bự ha. Ngon lành luôn. Chở lên lên nước sâu á. Nó dài luôn. Một dấu nè cả nhà ơi. Có rồi nhà ơi. Dấu đen nè cả nhà thấy không? Rồi xảy rồi. Ôi trời ơi. Cá lóc. Ừ. Dính rồi cả nhà. Cá bự lắm. Một con nữa nghe cả nhà. Nè cả nhà thấy không? Tim nè nghe cả nhà. Mà tim nó bựng lên. Mất rồi. Trời. Không có rồi.
chỗ này bả quá khó. Chuối không phát hiện chỗ dấu. Tôi nhìn cái tim nó lên cuối cùng. Cái gồm ngay cả nhà. Giờ đi bên hết. Rẽ nước cạn. Phát hiện cái nhà. Đây cái nhà. Một chú nữa cái nhà. Con này hơi nhỏ. Cái này cạn quá nó chạy phước nha. Có nè. Một chú nữa nha. Nó đó.
chạy. Một chú nữa nha cả nhà, con này hơi to nha cả nhà. Cái này mình về chiên xuồng ngon lắm cả nhà ơi. Rồi chạy rồi. Thấy rồi cả nhà. Một chú nữa nghe cả nhà, hơi nhỏ nghe cả nhà. Rồi cá lóc, rồi cá lóc chạy rồi, trời ơi cua bò ra nha. Nhân ân không thấy được chính xác quá mọi người thấy cái tim nó có khi con ốc nó chìm xuống nó không có tim không có nhỉ ốc nó chìm xuống không có tim. Lóc à? Cái gô
một chú nữa cả nhà. Bự dưới ta. Cũng được nhiều nha cả nhà, chục con có rồi. Chú nữa cả nhà. Chưa phát hiện tim nữa nha. Chỗ này bận quá. Chú nghe cả nhà, chú nó hơi bự nha. Sâu. Cây chỗ gì cha lại vậy.
có khi con ốc nó chìm xuống á. Con nữa nghe cả nhà. Chạy mất rồi. Bỏ mày các nhà ơi, chục ngoài có người. Quay đây nè. Để ra quên.
ra. Chắc nó chạy qua đó chú ở đây bụng. Nó vô mà chú dữ vậy ta. Cái gô lớn rồi nha. Thôi gô chảy à. Cái gô nữa. Đây nữa, đây đây. Đây con nó nghe cả nhà. Đá một cái chuối ba con luôn cả nhà. Chín hai con sẽ một con. Anh em nãy giờ lên cái nhà chắc khoảng nửa ký á cái nhà, vừa mình chiên xuồng á nhà, chắc này cũng tối rồi, mình xin kết thúc video tại đây nghe cái nhà, chào cái nhà nhé.